Chào mọi người, hôm nay mình làm một video ngắn quay cho mọi người cái lô chuối tiêu hồng của bên nhà vườn Đạt Nhung. Bên nhà vườn mình thì có các loại chuối như là chuối tiêu hồng, chuối già Nam Mỹ, chuối La Ba và chuối Tây Thái Lan cao và chuối Tây Thái Lan lùn. Bên cạnh đấy có một cái giống mới đó là chuối đỏ Đắc Ca. Đây mình đang quay là cây chuối tiêu hồng của bên nhà vườn Đạt Nhung nhé. Cây bắt đầu lên lộc rất là đẹp rồi này. Chỗ này còn khoảng 5.000 cây nữa là đang đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Bên mình ương rất là nhiều chuối. Thế sau mình quay cho các bạn cả cái chuối, các loại chuối khác nữa nhá. Vườn bên nhà vườn Đạt Nhung có rất nhiều loại cây. Đây là chuối, ngoài ra còn có xoài, ổi, bưởi, nhãn vải, cam, dừa. Đây là lô mộc hương thoát thân này. Đẹp không mọi người? Ai cần thì liên hệ sớm nhá. Thoát thân từ 30 đến 50cm tùy cây. Gốc nào cũng đẹp. Đường kính từ khoảng 2cm trở lên đấy ạ. Thế còn bên này là mình đang ươm cây, mình đang ươm trồng cây thực dược này, cà chua leo giàn này, mâm xôi này, cũng là có cả chuối này, và đặc biệt là rất là nhiều cau và trà là nhá. Cau giống và trà là này. Bên này giới thiệu với mọi người, đây là mình đang sản xuất và ươm cây giống chuối Tây Thái Lan nuôi cấy mô. Như mình vừa nãy mình quay cho các bạn là cái chuối tiêu hồng ấy, là nó rất là to bản và xanh đậm, nhưng riêng cái chuối Tây Thái Lan thì lá nó lại xanh nhạt và thân của nó cứ phớt phớt một tí. Các bạn mà đây à, xin lỗi, là cái lá của nó nhỏ bản ngang, lá của chuối Tây Thái Lan này nó nhỏ bản ngang và nó dài lá, nó dài thướt ra và đầu lá nó rất là nhọn. Thì các bạn mà không biết về cây ý, tốt nhất là tìm những cái cơ sở uy tín mà mua. Đừng mua ở những cơ sở không uy tín hoặc là không biết về cây ấy, thì rất dễ là bị mua nhầm sang cây khác. Đây mình ươm rất là nhiều. Tổng vườn thì có khoảng gần 2 vạn cây chuối Tây đang ở cái giai đoạn mà xếp được để bán cho khách rồi đây. Lá lên đều đẹp rồi ạ. Đấy, mình khi ươm giống là mình giãn cây ra như thế này cho nó nhanh lớn và đặc biệt là rất là cứng khỏe, chứ không bị lướt cây, không bị vóng cây. Và vì mùa đông nên là mình cũng phải che lại để cho nó ấm và nó nhanh cao hơn, nhanh lớn hơn. Nhà vườn Đạt Nhung có địa chỉ tại khu 31 ha phố Nguyễn Mộ Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng. Mọi người đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại ở bên dưới bài đăng nhé. Vì bên em lúc nào cũng để số điện thoại rất là rõ ràng, tránh mua nhầm của đơn vị khác hoặc là cơ sở khác. Vì bây giờ trên thị trường rất là nhiều nơi bán giống không chuẩn ạ, nên mọi người cứ phải tìm hiểu thật kỹ. Vì bên em rất bận và đóng hàng nhiều hàng ngày nên mọi người nên đặt hàng trước khoảng 2 hôm để bên em có thời gian chuẩn bị và sắp xếp, còn gửi xe cộ, chứ không phải ai cũng đến vườn lấy được. Mà làm cái nông nghiệp này nó cũng vất vả, chứ không phải nói cái là làm được ngay như là các ngành khác, nên cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi gửi hàng đi cho khách. Cảm ơn nha, em xin phép dừng video tại đây ạ.